Thưa quý vị, một thông tin không thể vui hơn với các chủ xe cơ giới, đó là Bộ Giao thông Vận tải sẽ sửa đổi thông tư 16 năm 2021. Ngay sau khi thông tư được sửa đổi, chu kỳ kiểm định đầu của xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, xe ô tô gia đình sẽ được nâng lên từ 30 đến 36 tháng. Cùng đó, xe sản xuất trên 7 năm đến 15 năm, chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng, thời gian sản xuất trên 15 năm, chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng, và số năm tính chu kỳ đăng kiểm cũng đã được tăng từ 12 lên 15 năm đối với nhóm phương tiện này. Cũng theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số ô tô mới năm 2022 khoảng 455.000 xe, dựa theo dự báo gia tăng ô tô hàng năm tại Việt Nam. Khoảng năm 2023 có 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu và hơn 3 triệu ô tô được giãn chu kỳ đăng kiểm. Đây thực sự là một tín hiệu vui, bởi lẽ ngành đăng kiểm hiện đang chịu khá nhiều áp lực. Và đây cũng là nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Mấy ngày qua, những trung tâm kiểm định xe cơ giới ở Hà Nam luôn trong tình trạng quá tải. Những đăng kiểm viên, họ phải làm việc gần như không có ngày nghỉ. Một số lãnh đạo trung tâm đăng kiểm thừa nhận, sáng 7 giờ trung tâm mở cửa, tối muộn phải 20 giờ các đăng kiểm viên mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Còn buổi trưa thì tranh thủ nghỉ được khoảng hơn 1 giờ. Hiện tại là phải đặt lịch trước tầm khoảng 1 tuần, ngoài 1 tuần trở ra thì mới tới lịch hẹn. Mà chủ yếu là các xe ở tỉnh lân cận, đặc biệt nhiều nhất là Hà Nội. Chứ thực tế là tại địa bàn Hà Nam thì không đến mức nhiều và quá tải như thế này. Trong khi đó, tại khu vực Hưng Yên hay Bắc Ninh, tình trạng quá tải gần như ngày nào cũng tái diễn. Có những trung tâm ùn tắc kéo dài nhiều km. Giải pháp của các trung tâm này hiện cũng chỉ là ghi phiếu hẹn ngày cho chủ phương tiện tới kiểm định xe để tránh tình trạng quá tải. Cùng với đó là tăng cường giờ làm thêm, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Từ đầu tuần đến giờ thì trung tâm tôi lúc nào cũng xếp hàng dài, rất là dài ở dòng ngoài. Thì các phương tiện đến đây thì hầu hết đến từ Hà Nội và Hưng Yên thì người ta đổ dồn vào đây khá đông. Chúng tôi vẫn cho xe vào đăng kiểm bình thường. Sau đấy thì chúng tôi sẽ viết phiếu để cho lái xe về sửa chữa và quay lại vào những ngày sau, khi mà chủ xe quay lại những ngày sau. Có những trường hợp, cũng có những trường hợp lái xe về sửa chữa nhưng không hết, quay đi quay lại cũng khá nhiều lần, nhưng mà cũng chẳng tác dụng gì khi mà không chịu sửa chữa gì cả. Cái này tôi mong muốn là cơ quan tạo điều kiện để cho các trung tâm đăng kiểm hoạt động lại và tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động lại để cho các người dân đỡ phải các trung tâm hoạt động lại, các người dân, để người dân để phân bổ lại các xe ở khu vực đấy, người ta đến làm đỡ phải vất vả đi xa. Nói chung là tâm trạng anh em thì cũng rất là lo, rất là, nói bảo không lo lắng thì cũng không phải, nhưng mà bây giờ thì nó là như thế, thì mình cũng, anh em trung tâm thì cũng thử qua đọc báo hoặc đài báo để xem sẽ đọc thôi. Còn bây giờ thì cái đấy thì nó là chung rồi, mình cũng không thể nào mà bảo là bảo không lo lắng thì cũng không phải, mà mình lo lắng thì cũng chẳng là có vấn đề gì. Về phía trung tâm tôi cũng có cái tình trạng như vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi cố gắng là tăng giờ làm, động viên tinh thần của toàn bộ cán bộ công nhân viên tăng ca và làm thêm cả ngày thứ Bảy Chủ nhật để có thể phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng đăng kiểm. Trong khi đó, điểm nóng về quá tải đăng kiểm ở Hà Nội hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Xe vẫn nối đuôi nhau chờ kiểm định xếp thành hàng dài. Thậm chí ở nhiều khu vực, chủ xe cũng phải xếp hàng, lấy phiếu chờ ngày kiểm định xe cơ giới. Có những trung tâm hiện đã phải hẹn lịch kiểm định tới cuối tháng. Hiện nay thì trạm cũng đang hoạt động tối đa công suất có thể của trạm. Và sau khi có được tăng cường của lực lượng cảnh sát giao thông, thì từ công tác phân luồng giao thông xe ra vào đăng kiểm cũng như công tác kiểm tra các cung đoạn trong dây chuyền đã được đẩy nhanh, góp phần vào việc nâng cao cái công suất đăng kiểm của trạm. Có một cái khuyến cáo là người dân cứ bình tĩnh đến cái trung tâm đăng kiểm nhận cái phiếu
hẹn giờ theo làm khung giờ để mọi người đến, không phải xếp hàng lâu, không phải xếp hàng 2-3 ngày, không phải đánh xe đến rất là tốn kém về đỗ xe rồi xăng rồi là các thứ chi phí rất nhiều, tốn kém rất nhiều thời gian chờ đợi, mà đến đặt lịch hẹn và có lịch hẹn và đến đúng giờ trong khung giờ thì chúng tôi sẽ phục vụ rất là tốt, nhanh, khẩn trương và thuận tiện và không gây tốn kém cho người dân. Chưa biết bao giờ áp lực cho ngành đăng kiểm mới có thể kết thúc. Chỉ biết rằng hệ lụy sau tiêu cực đăng kiểm đang rất rõ ràng. Nhiều trung tâm kiểm định vẫn bị đóng cửa, còn đăng kiểm viên thì rơi vào vòng lao lý. Vâng, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc sửa đổi bổ sung thông tư 16 được xây dựng trên cơ sở thống kê đánh giá từ cơ sở dữ liệu kiểm định, cập nhật kinh nghiệm chu kỳ kiểm định quốc tế. Căn cứ vào tần suất hoạt động của xe, môi trường hoạt động, mục đích sử dụng của từng loại phương tiện để có những điều chỉnh chu kỳ hợp lý. Đặc biệt sau mỗi thời gian nghiên cứu kỹ tình trạng phương tiện Việt Nam từ cơ sở vật chất, đường xá, bảo hành, cách sử dụng phương tiện, năm sản xuất, liên quan đến tuổi bền, tuổi thọ của linh kiện, căn cứ vào tần suất sử dụng của xe, môi trường hoạt động của phương tiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam mới có đề xuất sửa đổi bổ sung thông tư 16. Việc nghiên cứu được thực hiện hết sức nghiêm túc, kéo dài nhiều tháng nay, sao cho khi điều chỉnh sẽ phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, dựa trên mục tiêu số 1 là đảm bảo an toàn của người dân và phương tiện, đồng thời nhằm giảm tải nhu cầu kiểm định xe cơ giới, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình kiểm định. Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Việc công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trong khoảng thời gian 17 đến 19 tháng 7 được Bộ đánh giá là hợp lý và thuận lợi nhất để học sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2023 với các công tác hướng nghiệp. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ được tổ chức trong 4 ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6, sớm hơn so với năm ngoái. Trong đó, ngày 27 tháng 6, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi. Hai ngày thi chính thức là 28 và 29 tháng 6, 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý như sau. Từ ngày 30 tháng 5 đến 17 giờ ngày 20 tháng 6, rà soát kết quả điểm học tập cấp trung học phổ thông học bạ trên hệ thống. Từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 7, chạy thử đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh trên hệ thống. Từ ngày mùng 5 đến 25 tháng 7, đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống, nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8. Ngày 20 tháng 7, công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Trước 17 giờ ngày 25 tháng 7, hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, độc lập, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, kết quả thi các môn năng khiếu. 17 giờ ngày 22 tháng 7, hoàn thành việc điều chỉnh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe nếu có. Ngày 14 tháng 8, nhận kết quả điểm chuẩn và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 30 tháng 8.